có chạy quá bộ. Nó có mà vàng đó. Một lần quay phim. Nè, thứ mèo anh cho nè. Mèo hả? Ừ, đợi chứ anh hết đó, anh biết đó. Thứ khô nó chết. Còn thứ này nè, cái này rừng. Bên đây thì nó ít hơn mà anh nhiều. Bên nội trái chân hết có bà, nhưng chỉ có bà này. Bà này với cái ít này hơi ít thôi. Cũng trái bị hơi ít thôi. Đục hơi viên, mở ngà. Trời ơi, hơi nhảy. Trời ơi, trời gãy không ta? Gãy coi không rồi, trái gì ghê trời. Chùm bên kia có năng gãy gãy trời, có buộc không? Cho cháu có buộc lên không? Có buộc nhưng mà không biết chịu nổi không. Quá chừng quá. Nó quằn xuống luôn hả? Ừ. Nó quằn luôn. Cái này phải thường xuyên kiểm tra chứ, nếu mình để nó gãy vậy vậy đó. Để luôn chắc nó bị hao hụt nó cho nó gãy hả? Hụt, nó gãy á, mình nó rụng hết trơn mà không hưởng được, mà phải thêm nó mùa trái không có nhánh trái nữa. Gãy trơn rồi, gãy rồi mùa trái trái. Gãy rồi. Ờ, cái chiếc cây cái hàng cam bên đây sao nó đều quá trời. Ồ, cái bộ ngã nó đó. Sung á. Nè, giờ nè. Bự lắm. Cao hụ hụ giả không? Qua năm tới tôi kịch lại mà thấy trái cho mà thấy cái gì nè. Cái bộ ngã này. Cây nở thấy ăn lạnh vậy đó. Nó trái nhiều. Ở dưới nó còn trái, đúng có cái này nó không trái nè. Ở dưới nó còn trái. Thôi đặt dừng cây nè. Uống hậu không? Công nhận là cái hàng cam này nó đều quá trời ha. Ừ, nó bự vậy, bự ngang bển cũng vậy đó. Bự ngang bển cây cũng vậy đó. Nhiều trầu trái rồi vậy. Bự ngang vậy nó cũng vậy cô nè. Thôi thôi. Không đây. Cái trái. Cái này là cục cục luôn nè. Ừ. Bạn luôn trời. Cái này nữa hái chắc bò hái chứ bò, sao đứng hái được. Phải mà bờ này nó trái đèo kẹo nữa, cái biết như con bờ này nó không bị trái nhiều. Khúc dưới nó có trái, cái này nó không trái. Giờ nó cây đó. Khủng khiếp đó. Cái khúc dưới nó có đều bằng trên đây không cha? Đều dữ lắm. Đều. Khúc nào cũng đều vậy. Ngang đây với bành bành bên bển cũng vậy. Ê ê. Cái này chắc tới năm sau nữa là hai bên nó bích chịch nữa mình nhìn không thấy nha, giống như vườn trên chảnh ha. Ừ. Quá năm sau bờ đây đâu mà anh trái cho mày thấy, tôi kịch tôi giận lắm mày.
cho anh, là bị năm gọi nhỏ quá, năm gọi cái bờ này nhỏ dữ quá mà mong á. Cái này phẩm bông nó không có gì mà sao thấy ít trái quá cha, bên đây nè. Bên đây nó bông ít. Hồi đó cây nó nhỏ chiếu à. À cây nhỏ hả? Ừ, hồi hôm để em phủ tao mày đi đó nó chít á. Rồi sao thấy vậy nó dần xuống. Giờ này thấy cái hàng này nó đều quá trời ha. Rồi bây giờ nó thôi nhỏ quá, dần thuốc quá nó chết. Không có dám bịt nhiều, bịt sợ nó chết. Mà giờ nó bự vậy. Giờ nó bự. Bên đây cũng vậy, bên đây nó cá không nhiều nó cũng bự luôn. Rồi, hồi lúc mấy cái clip trước mà mình quay á. Thấy cây èo ụt á. Ừ. Nhỏ là khán giả xem, khán giả nói trời ơi cái gì nhỏ quá nữa biết sao làm. Giờ nó cây mạnh mạnh luôn, cây mấy vườn cam bự giờ. Cây này nó phát lên nhỏ hơn của tao. Như cái clip này nó nhỏ hơn không cha, nó nhỏ hơn ở trên kia. Cái này nhỏ hơn. Cái này nhỏ hơn. Mà nó dày hơn không? Cái này trồng 6.000 mấy cây. Cái này trồng 6.300 cây. Công trồng 500 mấy cây. Miếng chảnh cũng 500 mấy cây, miếng chảnh tới 2.800. Miếng nó sẽ 7 công trồng 2.800. Rồi ơi, có cái cây này nè, nó trái một cái nó quằn luôn nè. Ôi thần thì chứ. Ừ. Nè, cái nào đấy nè, mạnh mạnh. Rồi. Nó bự nè. Cái này nó đều tháng 2 luôn hả cha? Ừ. Nhìn cái thấy sao này nó bự hơn bên kia hả? Dạ, mà nó trái ít hơn, nó bự hơn. Ít hơn bự hơn. Nó cũng ăn được vậy đó, nó cũng hồi đó là mong được. Lai gai phải không? Ừ. Trái dần. Ờ, cái đó bên kẹo luôn. Ừ. Cũng có trái, nói chung là chỉ có cái bài này ít thôi. À, cái vườn này khoảng mấy tuần cho mấy gãi phân một lần. Cái tứ phân lần. Thì nói chung là ở chợ thì nửa tháng một lần mà ở đây không được, ở đây đụng có 20 ngày. Ở đây vườn này cái hay đúng của nó nuôi trái là nửa tháng vậy. Ờ, nó kẹo luôn nè. Cái khúc này quá trời hết trời. Ừ, cái khúc này trái cái thần này cái phát thần luôn nè. Bánh kẹo hết trơn á. Bánh cũng vậy đó. Kìa, mỗi bánh kìa cũng vậy đó. Nói chung chỉ có thất cái này nè. Cái này là clip như bên này, cái clip bên đây là lúc trước nó nhỏ quá rồi cha tưới chứ không ép nó quá không? Ừ, chứ tưới không ép nó. Còn bánh lại dần. Giá bánh kìa không? Này cục cục luôn. Ừ. Bên đây nè. Nguyên hết cái vườn này theo cha đoán là nửa tờ phản mình đạt nó bao nhiêu tấn cho? Cái này hết theo tôi nghĩ là cũng đã hết 1 tấn. Hết là 11 công hả? Ừ. Trái nhiều lắm chứ đâu phải, nói chung mình đâu phải nó không trái đâu. Này như mình nhờ nhiều cây phải không? Nhiều cây. Rồi, cây 10 ký thôi. Cái cây này sao ủa? Quá trời luôn nè. Cha, cái cây đây nè. Ừ. Cây. Không, khúc đó à, chứ khúc từ đây cũng có trái. Có trái không? Có, lai lai gai nè. Nó không này. Nhiều thời như trong thôi à. Chứ nó cũng có. Cái cây này có trái nè. Ừ, nó có. Ừ. Quá trời luôn. Giờ nè, cây nè. Bự, nè, giờ đây nè. Vậy nó không có như trái đâu, phải như trái. Biết hậu dưới nào đó. Bự. Ừ. Cây này nó bự ghê ha. Ừ, nó bự mà nó như trái. Bự. Cái này tầm khoảng 2 tháng nữa chắc về mình quay chắc còn mê nữa hả cha? Ừ, 2 tháng nữa gần bán thì cam này cuối viên qua tháng đầu hai nửa hai bán hết trơn rồi. Mình ăn Tết xong rồi tầm khoảng ăn tháng nữa bán rồi, ăn Tết xong rồi hết tháng gì nữa rồi đầu tháng rưỡi nó bán đó. Ăn Tết xong tháng rưỡi nó bán hả? Ừ, cái này cái này. Rồi còn phút dưới nó không trái chứ này. Phút dưới không trái giờ này nó quá trời. Ừ, cái này lúc trước khán giả nói nhỏ. Cây nhỏ. Thì đó. Dạ hồi đó nó thu chút nay nó sung không? Ừ, nay đó mạnh mạnh không đó. Tàn. Đó. Nè trái nè. Rồi rồi. Rồi nè, trái cục cục luôn. Dạ, vậy số chứ vậy. 6.300 cây cũng như mình bỏ 300 cây đi, còn 6.000 cây mỗi cây có ngang diện chục ký. Cây 20 ký, cây ít cây nhiều gì cây kéo qua cái loại 10 ký như cây. 6.000 cây cũng được 8 tấn. Như mấy cây này thì cả 20 kg, mấy cây 30 kg, cây cũng như trừ heo như dạng như bù qua sức lại là trung bình khoảng nhiêu cho 20 không? Không được mình bỏ mình tính có 10 cây thôi đó, 10 kg thôi đó.
Giống như mình tính là trung bình là một cây là 10 kg thôi phải không? Ừ. Miếng này 6.300. Như có bù qua sức lợi phải không? 6.300 rồi ta bỏ cho nó 300 cây đi. Bỏ cho 300 cây đi cho nó đều đạt đi. Đó, 300 cây thì còn lại 6.000 cây, mỗi cây vậy là 10 kg. Như mấy cây này còn mấy chục ký. Bù rồi, rồi mấy cây ít. Nó như bển cây vậy, hai mấy 30 ký cũng ngất vậy. Thì cây 10. Cái này tới cái mùa thứ hai chắc cái sức nó còn bự nữa hả chồng? Bự nữa. Bự nó giống như vườn chảnh vậy đó. Giống như vườn chảnh thôi. Ừ. Thấy rồi xong mà vườn chảnh hồi năm rồi nó trái quá trời trái cho nên cây nó còn phải vậy, còn như vườn này trái nó ít hơn. Như phần cây nó trái không đều nữa. Nhưng mà tới năm Tết là nó bường lên là cái chạng cây nó chạng chạng nhau, nó bự không? Ừ, mày thấy trong rồi mày đi coi này. Được rồi, đầu quay đèn phủ thịt thuốc. Nó ra bông rồi, đầu mình nung phân cái nữa nó bự, dương chảnh giờ mày thấy cây nào nó bành bành đó. Này cầm tay hết đi con. Dương chảnh rồi đó, thấy 80 tấn đó mà thấy mà gặp như cây của người ta yếu yếu mà chết luôn á. Mà giờ mày thấy cây nào nãy mày thấy đỉnh gheo chảnh không? Mù mịt giả, vườn đó đó, cây bự lắm. Cô chú anh chị ông bà có xem kênh A Phúc TV nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha. Ừ, mọi người đó, đây hai cha con sẽ thường xuyên cập nhật về hai đám cam này cho mọi người xem. Vườn chảnh giờ cây bự bự không, vườn này năm tới nó làm trái rồi luôn hơn con người được. Cái năm tới nữa xong cái hai bên cái đánh tấn công ra cái là bích chịch giống như trên kia phải không? Ừ. Cái này năm đầu. Ba năm hai cái nó bự á. Trên đây như cái khu đây như là nó cao hơn dưới không chắc? Ừ. Cái clip này nè, hình như nó cao hơn phải không? Đất vùng này nó cao hơn vùng trời vùng ở dưới đó. Cái khúc hồi nãy con thấy là như nó bị thấp, thấp. Nên đây gò không chết nè. Ừ. Ở dưới nó chủng hả? Mình thấy cái hạng bao ngạn này như là cây nào như cây nấy nó đều dưới ta. Ừ, đều đó, giờ đó. Nè. Ừ. Nó đều bấn. Ừ. Trên đây nó cao hơn, nó gò dữ lắm, mà dưới nó thấp chủng à. Nè, gò không chết luôn. Cái này cỏ là cho xịt hay là cho mướn người ta ruộng? Xịt chứ ruộng gì, mua thuốc cỏ xịt. Xịt rồi có ảnh hưởng với cây với cái trái mình không? Mua thuốc xịt nó không ảnh hưởng trái, không ảnh hưởng cây luôn á. Mấy thuốc cỏ về xịt xuống ao cá nó chết không? Không. Sâu nó mới chết. Mà dưới ao này cũng đâu có nhiều cá đâu không? Ao đâu có đâu, xịt tối ngày nó cũng đâu còn mấy con đâu. Tại vì mình xịt hoài mỗi lần xịt cá nó chết. Xịt nhện đó. Nó đâu có chống nổi đâu. Này đất ẩm ẩm cái mấy cái càng cua nó tốt cơ. Rồi nó xanh rờn luôn nè. Cái này mà mình lấy về chắc nấu mì hoặc là nấu canh ăn cũng ngon. Nó bị gì cho không kéo xuống mặt trời hư cái. Mình nó xong vậy nè, mình nó không mình đi kéo nó xuống vậy nè. Đó. Cái vậy đó. Nó kêu vậy đó. Rửa dây buộc rồi mình uống nó xuống không? Ừ, còn mày không thì ví dụ như muốn nói đấy không được thì nhắc như vậy nè, giấu nó bớt giấu hả? Ừ vậy nè cho nó đỡ nắng nặng, nó còn ăn chứ để nắng rồi cũng rụng hết đâu còn. Ủa, thường thấy mình đi, lúc mình trước mình lấy giấy hay gì đó mình bấm lên mà cho mình muốn bấm thì bấm, còn có người nó kéo lứ cái này ấy được, cho cái này giống như trồng ổi được không, là mình bịt thì cái đó được không? Thì nó bịt bằng ổi nữa. Mình bịt cái bọc xốp bằng ổi á. Ừ, thì bọc xốp á đi mua vậy, bữa nào tôi mua gì đó bọc à. Thì cái nào nhiều quá thì mình chùm cái đó lại. Chùm lại để bữa nào mua. Nhưng bọc. Mà sợ cái ảnh hưởng gì không? Nó không. Ảnh hưởng trái mình không? Nó cũng ảnh hưởng gì chứ. Nó lỗ thưa xịt thuốc cũng vô à. Không thưa thưa ý là phải có cái bọc chứ. Hay là chỉ lấy cái xốp thôi. Không, mình lấy cái bọc ngoài thưa thôi chứ lấy xốp trong nó rụng, nó hầm nó rụng. Thưa thưa lỗ vậy đó. Che mát. Chứ đâu có che bự bự. Nếu mình che vậy rồi xịt thuốc thì không nhận, nó bự vậy. Rồi cái cây này sao nó hoàng luôn nè. Nhận trái bệnh, nó cứ vậy rồi.
không thì buộc rồi. Này rau này cho nó rau này vậy gì rau cải trời hả? Cải trời cải đất. Này rau cải đất gì nè mọi người. Này thấy non quá trời non luôn á. Nguyên vườn này hái chắc về mà nấu canh là dư luôn á, nhiều lắm mọi người. Thuốc không? Hái gì ăn gì được. Nè, thuốc không? Mới thịt nhận kia vậy. Hái thằng luôn. Mới thịt nhận. Ủa cho mới xịt thuốc hả? Ừ. Thịt thuốc này đâu ăn được phải không? Ăn đâu được. Thịt nó thịt sâu nhưng mà phải ngay. Lâu phải không? Lâu mới ăn được phải không? 10 bữa ăn được. 7 bữa 10 bữa. Sâu thuộc quả thịt thuốc ăn thôi được. Trời ơi cái. Cái này cho thuộc xịt bằng máy luôn hay giờ là xịt bằng thùng? Xịt máy thổi. Ủa sao mấy có mấy cái trái nó bị ghẻ là sao ta? Thì nó bị ghẻ hồi đó, nó bị ghẻ đó, hồi đợt mưa hồi nó mới ra bằng đậu ăn á. Vậy đó mà xịt vậy đó mà nó còn ghẻ đó. Xịt không lại nữa hả? Ừ, vậy mà còn không lại nữa. Của mình thôi chứ vậy là mình ít dữ dằn lắm đó. Ồ bên kia nguyên một dàn. Trời cục cục bên bảnh bảnh. Trời ơi. Trời ơi. Thấy cưng. Đi cái này đi cái bờ bao ngạn mà thấy bờ bao ngạn là ít nhất trong vườn đó mà nó còn về nè nó cũng coi được. Đầu mấy thằng này không buộc chứ gãy. À, đúng rồi thằng này cha không buộc là không chừng nó bị cốp cái đầu xuống nó gãy á. Nó tới hồi nó gãy cái gõ gõ cút. Cũng nhiều lắm thằng này cũng nhiều lắm chứ không ít đâu. Yeah. Cái nhánh này chắc con cũng nghi này cha. Hả? Ba trái này nữa thì nó cốp tận. Nó không mà đi buộc vậy đó, mày không buộc là nó gãy hết. Đi bằng xuồng chứ đâu có đi trên bờ được đó. Không đi mặn tối ngày vậy đó. Buộc vậy đó. Cái này chứ không buộc lại nữa đây nó dễ bị tét rồi. Đó thằng nào đó. Mấy cây này nào có khả năng không? Ba trái này nữa. Để thằng lớn không sao đâu. Nó chưa. Có những cái này nè, cái này chịu nổi nè. Mấy cái ít ít điện chịu nổi. Ít điện chịu nổi. Gió mặt trời được gió nè, mấy cái này nó tới trái mà thấy cái này hả nhánh mà tối thần nó không có trái đâu. Hôm nay này cây nó sung ha. Ừ, nó không có trái thì đi vô hổng nó thấy nhỏ rồi cho không có ép nó hả? Không ép đâu, mình nó làm mông đi về vàng nó thấy nhỏ bé đó xíu phải không? Ừ đúng là mông được. Thằng khán giả nói sợ không biết có sao cây gì vậy nhỏ. Trời ơi trời ơi cái vàng này là tối thần rồi. À, trái giờ mà thấy không phân dữ trời cục cục luôn cầm tay hết rồi không gãy nhánh trời ơi uổng ghê hả cha bên đây nhánh bên này uổng ha cục cục luôn nè clip này thối thần vậy ta trời ơi cái cây này nó bị cúp cái đầu xuống rồi cha mẹ mấy cái này đây để tôi cầm cho nó cái cây cầm cái cây chứ cái cây chứ còn sợ nếu mà không cầm cây là dây chịu nổi dây chịu nổi bị nó bê quá nó ngồng quá trơn à cầm cái cây bột ổn đó về nó nhỏ à, mới còn bự nữa nó còn nhỏ mà bột vậy em biết này nó sung dữ vậy thôi vậy đó bột. Cái bờ bao ngàn nãy là nó ít nhất luôn hả cha? Ừ, ít nhất trong vườn đó, bao ngàn đó. Ít nhất ở trong vườn. Ngày đủ mà không buộc nó chịu không nổi. Mà bị mình buộc cái dây kiểu này nó mất thế. Nó hồng cái ngoài quá nè. Nó dài quá. Dài quá. Với cái cây ngoài kia nó yếu nữa kìa. Yếu. Phải buộc dây nè, nó mới chịu nổi. Vậy nè, tao nói để tao đem cây tao buộc nó mà tao chưa buộc nó chứ. Cây đó, nó vậy nó chịu mới nổi cho bỡ nó luôn hả bỡ nó hết luôn hả gì bỡ nó hết hai ba giây vậy đó vậy là phụ với nó tại vì có cây chổi rồi nó không có, nó có được chịu được đó. Qua đây mũi nó dài nhánh nữa nó mới chịu nổi đâu để tôi buộc luôn tôi không có đem cây đây chứ. Này, thối thằng không? Trời ơi, nó kẹo lên dữ luôn.
vị cụ như nó để tụi nghiệp đó. Ê, hình như con thấy nó có đâm tượng đó hay cha? Ừ, nó còn đâm tượng nữa phải không? Ừ, nó đâm tượng nó mới không chịu chứ không đâm tượng chịu thấy không nổi đó. Như nó thở hả? Ừ, cũng như cái cây mình nó còn sung quá. Ừ. Nó còn anh tượng được nó không chịu. Nó không anh tượng được nó chịu thấy không nổi nó luôn. Không được, được nó chịu hết luôn. Cây mà không anh tượng được nó chịu chết luôn. Yeah.